À, chủ tọa phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ lê hữu doanh giám đốc bệnh viện gia liệu trung ương và phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ văn thế trung chủ nhiệm bộ môn gia liệu đại học y dược tp hcm là đồng chủ tọa cho buổi hội thảo ngày hôm nay và tôi xin gửi lời chào trân trọng đến tất cả quý vị và báo cáo viên và tất cả các anh chị đồng nghiệp đang theo dõi buổi hội thảo ngày hôm nay Và thật ra là như Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Lê Hữu Doanh vừa nói thì Tranexamic Acid dường như là cũng khá là quen thuộc với các bác sĩ trong chuyên ngành da liễu thẩm mỹ của chúng ta. Tuy nhiên là khi mà chúng ta càng đào sâu về cái vai trò của Tranexamic Acid trong cái chuyên ngành da liễu thì chúng ta mới khám phá ra rằng là đây là một cái, cái hoạt chất mà có thể ứng dụng trong rất là nhiều các khía cạnh khác nhau. Thì trong đó, một trong những cái điểm mới mẻ đó là cái việc ứng dụng tranexamic acid trong điều trị bệnh trứng cá và trứng cá đỏ thì hôm nay chúng ta sẽ bàn luận sâu về cái chuyên đề ngày hôm nay. và như chúng ta cũng biết tranexamic acid là một cái chất ức chế hệ thống plasmin và plasminogen nó ức chế plasminogen để chuyển thành plasmin cho nên là tranexamic acid có tác dụng cầm đông cầm máu gần đây thì tranexamic acid được ứng dụng nhiều trong điều trị cứng trứng cá đỏ trứng đỏ mặt và mụn trứng cá và những cái nghiên cứu gần đây đặc biệt là từ năm 2020 trở trở gần về đây thì cũng đã cho thấy những cái những cái đường dùng khác nhau của tranexamic acid như là đường thoa tại chỗ tiêm vi điểm hoặc là uống đều đem lại được những cái hiệu quả cũng như là độ an toàn. Và đầu tiên thì tôi không nói dông dài thì tôi sẽ đi qua những cái tổng quan liên quan đến cái vai trò của tranexamic acid trong điều trị trứng cá đỏ. Thì như chúng ta cũng biết trứng cá đỏ là một cái bệnh viêm da mãn tính, có cơ chế bệnh sinh rất là phức tạp và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của chúng ta. Và tần suất bệnh trên toàn thế giới thật đáng ngạc nhiên cho đến hiện nay, nó có thể cao đến 18% trong các dân số và thống kê hiện nay có thể có thể đến khoảng 40 triệu ca mắc bệnh trên toàn thế giới và bệnh thường ảnh hưởng đến cái lứa tuổi khoảng 30 đến 50 tuổi và cái vị trí thường gặp thì à, quý vị cũng có thể thấy rằng là nó sẽ ảnh hưởng đến những vùng mà phơi bày ra ngoài và ảnh hưởng đến chức năng liên quan đến xã hội rất là nhiều ví dụ như là má mũi cầm trán với cái việc mà bệnh nhân than phiền về việc là nổi hồng ban lâu dài giãn mạch xuất hiện các sẩn mụn mũ và đỏ bừng mặt tái phát nhiều lần và đây là những cái hình ảnh của trứng cá đỏ trong đó nó có thể thay đổi từ bệnh nhân than phiền về cái tình trạng đỏ mặt kéo dài hoặc là xuất hiện những cái những cái sẩn những cái mụn mũ trên mặt và thậm chí là da có thể sần lên dày lên và đặc biệt là cái mô ở vùng mũi đó có thể to lên và có một số bệnh nhân có thể than phiền về cái tình trạng là kích ứng ở vùng mắt ví dụ như bệnh nhân than là dễ bị ngứa hoặc là kích ứng ở vùng da xung quanh mắt hoặc là đỏ mắt và cho tới hiện nay thì thống kê có rất là nhiều cái yếu tố khởi phát liên quan đến đặc biệt có thể liên quan đến ánh sáng mặt trời những cái stress về căng thẳng tâm lý tiếp xúc với lại thời tiết nóng hoặc là gió hoặc là những cái vận động về mặt thể chất nặng chẳng hạn thì nó sẽ làm cho cái bệnh trứng cá đỏ này nó nặng thêm và đây là một cái bệnh mà cho tới hiện nay chúng ta vẫn còn rất là nhiều điều chưa hiểu rõ à, và đây là một cái vòng tròn vòng tròn này nó thống kê lại tất cả những cái yếu tố liên quan đến cơ chế bệnh sinh của bệnh trứng cá đỏ trong đó những cái yếu tố được nhắc đến nhiều nhất đó là liên quan đến yếu tố gen di truyền yếu tố thần kinh yếu tố rối loạn về đáp ứng miễn dịch và yếu tố gần đây nhất hay được nói đến nhiều nhất là rối loạn cái thảm vi sinh vật trên da và cái hàng rào bảo vệ da và tất cả những cái rối loạn trong cơ chế bệnh sinh này nó dẫn đến những cái đáp ứng viêm và giãn mạch rất là phức tạp trong cái cơ chế bệnh sinh của bệnh trứng cá đỏ và việc mà tìm hiểu rõ cái sinh bệnh học của trứng cá đỏ chính là nền tảng cho cái việc mà phát triển các phương pháp can thiệp về sau thì đây là một cái bài review rất là mới năm 2022 thì bài review này các tác giả đã tổng hợp về à, các về tất cả các nghiên cứu liên quan đến trứng cá đỏ trên tất cả các cơ sở dữ liệu thì dựa trên những cái nghiên cứu này á thì tất cả những cái nghiên cứu gần đây à, không phải chỉ có chỉ có nói về cái vấn đề lâm sàng của trứng cá đỏ nữa mà đặc biệt là tập trung vào những cái cơ chế bệnh sinh chuyên sâu liên quan đến những cái rối loạn đáp ứng miễn dịch và viêm trong cơ chế bệnh học của trứng cá đỏ và cái xu hướng về nghiên cứu liên quan đến bệnh trứng cá đỏ ngày càng thay đổi hơn và gần đây hơn thì nó sẽ nhấn mạnh vào những cái yếu tố liên quan đến rối loạn chức năng hàng rào bảo vệ da, những yếu tố liên quan đến gốc oxy hóa tự do và một số đáp ứng rối loạn miễn dịch mà đặc hiệu trong cơ chế của trứng cá đỏ và đây là cái chiều dài lịch sử của các vấn đề liên liên quan đến nghiên cứu liên quan đến bệnh trứng cá đỏ thì chúng ta thấy rằng từ năm 1960 thì liên quan đến vai trò của Dermolex và sau đó là bắt đầu hiểu rõ hơn về chức năng hàng rào bảo vệ da và đặc biệt là xuyên suốt từ chiều dài uh, từ năm 1975 cho tới uh, gần năm 2010 á thì chúng ta thấy cái vai trò quan trọng của katelicidin là LL-37 70 37 á, thì đây là một cái hoạt chất đóng vai trò rất là quan trọng trong cơ chế bệnh sinh của trứng cá đỏ và gần đây hơn nữa thì những cái vai trò của những cái tế bào ví dụ như là macrophage hoặc là những cái vai trò của neutrophil được nhắc đến nhiều hơn để ta tìm được những cái cơ chế bệnh sinh mà đặc hiệu và từ đó chúng ta sẽ có những cái đất nhắm đặc hiệu hơn và quay trở về về cái cơ chế bệnh sinh của bệnh trứng cá đỏ thì tụ chung lại là những cái tác động liên quan đến vi sinh vật trên bề mặt ánh sáng mặt trời trong đó có vai trò của tia cực tím à, những cái tác động liên quan đến nhiệt và stress yếu tố thần kinh thể dịch nó sẽ tác động lên cái cơ chế bệnh sinh của trứng cá đỏ thông qua vai trò của rất là nhiều tế bào trong đó có vai trò của fibroblast các tế bào mast cells và đặc biệt là gần đây hơn là các vai trò của các tế bào neutrophil và những cái tế bào này nó tác động thông qua những cái con đường kích hoạt và đặc biệt là thông qua cái vai trò nó chuyển đổi cái catelicidin trở thành một cái hoạt chất hoạt động đó là LL37 thì cái hoạt chất LL37 này nó chính là cái hoạt chất nó sẽ kích hoạt cái con đường viêm và giãn mạch trong cái cơ chế bệnh sinh của cái bệnh trứng cá đỏ này và cái cơ chế tăng sinh mạch máu trong bệnh trứng cá đỏ này cũng có vai trò rất là quan trọng của một cái chất gọi là cái klk5 là á thì cái calicrine này nó sẽ thúc đẩy cái quá trình thoái biến của kalecithidin trở thành l37 và điều đó nó sẽ kích hoạt cái quá trình mà giãn mạch và viêm trong cái cơ chế bệnh sinh của bệnh mụn trứng cá của trứng cá đỏ và gần đây hơn thì những cái những cái nghiên cứu mà xác định cái vai trò miễn dịch trong cái rối loạn liên quan đến cái đáp ứng miễn dịch của trứng cá đỏ cho thấy rằng là uh, những cái những hoạt chất như là tranexamic acid có khả năng cải thiện được những triệu chứng của trứng cá đỏ thông qua cái việc điều hòa các đáp ứng miễn dịch và cái đáp ứng gây tân tạo mạch máu và những cái cơ chế tác động của tranexamic acid trong bệnh trứng cá đỏ cho tới hiện nay đã được nhắc đến rất là nhiều và tụ chung lại là nó sẽ có những cái cơ chế thứ nhất là nó điều hòa giảm các cytokine tiền viêm, thứ hai là nó giảm đáp ứng biểu hiện của các gen đáp ứng miễn dịch nội tại, thứ ba là nó giảm đáp ứng của cái việc mà thâm nhập của các các tế bào lymphocyte và sản xuất ra các cytokine tiền viêm khuất đại phản ứng miễn dịch và đặc biệt nữa là gần đây là tranexamic acid được báo cáo cho thấy rằng là nó có khả năng ức chế tạo mạch do giảm các số lượng tế bào biểu hiện CD31 và từ đó sẽ điều hòa giảm đi sự biểu hiện của VEGF là một cái yếu tố phát triển tăng tăng trưởng của các tế bào nội mô từ đó nó sẽ giúp điều hòa được cái quá trình miễn dịch và tân sinh mạch máu trong cơ chế bệnh sinh của bệnh mụn trứng cá đỏ và gần đây hơn nữa thì những cái rối loạn về hàng rào bảo vệ da của trứng cá đỏ cũng được báo cáo và song song đó thì cái việc mà sử dụng tranexamic tại chỗ nó có thể giúp cải thiện được chức năng hàng rào bảo vệ da trong bệnh trứng cá đỏ và từ đó có khả năng giảm đi được những triệu chứng của bệnh trứng cá đỏ thì đây là một cái nghiên cứu và cái nghiên cứu này cho thấy rằng là những cái hoạt hóa của cái men serine protease nó sẽ làm cho thay đổi cái pH bề mặt của bệnh nhân bị bệnh trứng cá đỏ và khi mà thay đổi cái chức năng của hàng rào bảo vệ da như vậy á, thì nó sẽ dẫn đến cái tình trạng viêm và đáp ứng giãn mạch và đồng thời cái serine protease này nếu mà nó tăng hoạt lên thì nó sẽ kích hoạt cái con đường LL37 và những cái dạng hoạt hóa của nó và đồng thời cũng hoạt hóa luôn con đường protease activated receptor 2 và từ đó cũng làm tăng cái tình trạng là uh, biểu hiện là giảm tiết các thể lá cũng như làm nặng thêm các rối loạn chức năng của hàng rào bảo vệ da trong sinh bệnh học của trứng cá đỏ cho nên là trên cái hình này chúng ta sẽ thấy rằng là cái vai trò của tranexamic acid trong cái sinh bệnh học của việc cải thiện những cái à, chức năng tính thấm của hàng rào bảo vệ da, à, trong đó ức chế cái vai trò của serine protease, từ đó ức chế một loạt cái downstream liên quan đến kích hoạt cái hệ thống miễn dịch cũng như viêm đã chứng minh được rằng là tranexamic acid nó sẽ giúp điều hòa cái phản ứng miễn dịch cũng như là ức chế những cái biểu hiện à, liên quan đến cái triệu chứng của bệnh nhân. và một cái nghiên cứu ở gần đây publish năm 2021 cũng đã cho thấy rằng là những cái ứng dụng của cái việc mà sử dụng tranexamic acid uh, tiêm trong da uh, với dạng là tiêm vi điểm uh, thì nó có thể cải thiện được một số chức năng của một uh, biểu hiện triệu chứng của bệnh nhân bị chứng cá đỏ thì đây là một cái nghiên cứu uh, đã sử dụng 5% tranexamic acid được pha từ cái dung dịch uh, dung dịch tranexamic 500 mg trong 500 ml và pha với cái dung dịch nước muối sinh lý và khi mà pha được cái dung dịch với một cái nồng độ là 5 ml game trên 1 ml rồi á thì tiêm cách nhau mỗi tháng và tiêm như vậy thì khoảng 0.05 đến 0.1 ml trong bì để tạo nốt sần với cái sử dụng cái kim 30g 0.5 ml dạng kim tiêm insulin á và cái mỗi lần tiêm như vậy thì chúng ta có thể sử dụng từ 2 cho đến 4 xi lanh 0.5 ml và tùy vào độ rộng của tổn thương và cái việc mà đánh giá trên lâm sàng dựa vào triệu chứng chủ quan hình ảnh và đánh giá các chỉ số thời điểm trước và sau điều trị thì số tháng trung bình của bệnh nhân trong mẫu điều trị này là khoảng 5 tháng và sau khi điều trị thì thấy chỉ số mà đánh giá về hồng ban à, nó giảm đi à, có ý nghĩa thống kê và tác dụng phụ tại chỗ của tranexamic acid à, khi mà tiêm tại chỗ thì chỉ là hồng ban thoáng qua phù nề trong 3 ca trên 6 ca là 50 phần và không có tác dụng phụ hệ thống và cải thiện lâm sàng ở những bệnh nhân có đáp ứng nó có thể kéo dài sau 3 tháng kể từ khi ngưng thuốc và kết luận của nghiên cứu này cho thấy rằng là việc sử dụng tranexamic acid đường tiêm có hiệu quả cao do tác động trực tiếp lên mô đích và có khả năng cải thiện mô bì và tăng sinh tế bào thượng bì, cải thiện những cái triệu chứng đỏ da của trứng cá đỏ và tiêm tại chỗ thì nó có một cái một cái ưu điểm hơn cho so với cái vùng đường toàn thân á, đó, đó là cái liều dùng nó thấp hơn rất là nhiều so với đường đường toàn thân và đây là cái đặc điểm lâm sàng của các bệnh nhân tham gia cái thử nghiệm này thì có tổng cộng là 6 bệnh nhân ba nam và ba nữ và như chúng ta thấy là trên cái hình này là tất cả các bệnh nhân đều thuộc cái nhóm là trứng cá đỏ giãn mạch cả bởi vì cái cơ chế chủ yếu của tranexamic acid đó là ức chế cái vấn đề đáp ứng miễn dịch bất thường cũng như là cái tình trạng giãn mạch cho nên là trong tất cả những cái bệnh nhân này thì các bệnh nhân này đều được phối hợp điều trị chung với lại doxycycline uống và tránh nắng kỹ và cái kết quả lâm sàng thì chúng ta có thể thấy rằng là tất cả các bệnh nhân đều ghi nhận có tình trạng là giảm cái tình trạng nhạy cảm ánh sáng, giảm tình trạng đỏ da và có một số bệnh nhân thì nói rằng là nó cải thì được cái tình trạng cảm thấy châm chích và ngứa ở trên da và những cái tác dụng phụ thì thường là nhẹ và thoáng qua và đây là cái hình ảnh của một số bệnh nhân hình bên trái là một cái bệnh nhân đã được điều trị bệnh nhân số 6 đã được điều trị tranexamic acid tim ở trong da và sau uh, 6 cái liệu năm liệu trình như vậy thì bệnh nhân đã cải thiện uh, rất là ngoạn mục và bệnh nhân cảm thấy là nó không còn triệu chứng nhiều nữa và bệnh nhân bên phải cũng tương tự giống như vậy và bệnh nhân bên phải thì sử dụng là tổng cộng là 7 liệu trình liên tục cách nhau một tháng và bệnh nhân này thì cũng sử dụng uh, bệnh nhân số 4 và sử dụng uh, cái tranexamic acid tim tại chỗ và sau 4 cái liệu trình như vậy thì bệnh nhân cũng cải thiện rõ rệt cái tình trạng đỏ da và thế thì ngoài cái đường tim thì chúng ta có cái đường gì dễ dùng hơn thì có một cái nghiên cứu cho thấy rằng là nếu chúng ta thoa tại chỗ tranexamic acid thì nó có thể cải thiện chức năng tính thấm của hàng rào bảo vệ thượng bì và thậm chí là cải thiện các triệu chứng cũng như các dấu hiệu của trứng cá đỏ. Thì đây là một cái nghiên cứu cũng chỉ là case report thôi trên một số bệnh nhân và chúng ta thấy rằng là những cái bệnh nhân này sau khi điều trị xong thì cái tình trạng đỏ da và giãn mạch của họ giảm hẳn và đây là cái ca lâm sàng đầu tiên mà tôi muốn chia sẻ với quý vị đại biểu thì đây là một bệnh nhân của tôi thì bạn này cũng là một bác sĩ và bạn 30 tuổi, bạn than phiền rằng có một tình trạng đỏ và giãn mạch ở da kéo dài và thường xuyên là bạn nổi những cái sẩn và mụn mũ. và bạn nói là hồi xưa đến giờ bạn đã sử dụng rất là nhiều các phương pháp điều trị bao gồm cả uống kháng sinh luôn mà doxycycline nhưng mà nó vẫn không cải thiện được triệu chứng. Thì khi mà đến thăm khám thì tôi vẫn quyết định là tiếp tục sử dụng doxycycline cho bạn. Tuy nhiên tôi đã sử dụng cái sản phẩm Tranaxamic hoa tại chỗ thì cái khi mà bạn sử dụng tranexamic hoa ba phần trăm hoa tại chỗ là tranexamic acid ba phần trăm thì bạn nói là cái cái cảm giác mặt nóng hoặc là châm chích hoặc là khó chịu ở trên da nó giảm hẳn và đây là cái hình ảnh mà chụp before và after sau hai tuần điều trị với lại doxycyclin uống à, 100 mg một ngày nhân hai lần một ngày và kèm theo rằng là thoa acid tranexamic 3 phần trăm thì sau 2 tuần thì trên cái hình ảnh phân tích thì chúng ta thấy là da bạn nó đỡ đỏ hơn rất là nhiều. Đây là hình nhìn thẳng và đây là những cái hình nhìn nghiêng. Thì hình nhìn nghiêng thì chúng ta thấy rằng là cái hồng ban nó giảm hẳn luôn. Tuy rằng cái mụn mũ thì nó vẫn còn sau 2 tuần nhưng mà bạn nói là bạn rất là hài lòng với cái cái tác dụng của của thuốc và cái sự dung nạp của các sản phẩm. Và chị này thì là ca thứ hai Thì đây là một bệnh nhân mà chị khoảng gần 50 tuổi Và chị than phiền là có một cái tình trạng là đỏ da, giãn mạch kéo dài Và không đáp ứng với các phương pháp điều trị Và chị thì có một cái tiền căn đó là chị dị ứng với nhóm cyclin cho nên là chị không sử dụng được bất cứ một cái loại kháng sinh nào và đặc biệt là nhóm ciklin và chị từ chối sử dụng thuốc hệ thống và khi mà tiếp cận với với chị thì tôi cũng đã tư vấn cho chị tránh nắng kỹ bởi vì trước đó là chị không biết là tránh nắng là một yếu tố cần thiết và quan trọng và sau đó kết hợp thêm là thoa tranexamic acid 3% tại chỗ à, cho 3 tuần thì đây là cái hình ảnh lâm sàng đáp ứng sau 3 tuần thì chị cũng có một cái feedback tương tự đó là cái dung nạp của sản phẩm tốt À, chị không cảm thấy nhờn rít và đặc biệt là cái cảm giác mà da của chị nó chịu đựng tốt hơn với ánh sáng mặt trời là chị cảm thấy là hài lòng với cái điểm đó và đây là hình chụp trước à, nhìn phía trước và đây là hình chụp mà nhìn hai bên thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là cải thiện về cái hồng ban và giảm được cái chỉ số hồng ban trên da khi mà chúng ta nhìn và chúng ta có thể soi các mạch máu thì tôi thấy rằng cái kết quả đạt được sau 3 tuần như vậy thì cả bác sĩ vẫn lẫn bệnh nhân đều cảm thấy hài lòng. Và gần đây hơn thì ngoài cái đường tim, ngoài cái đường thoa tại chỗ thì chúng ta có cái việc sử dụng acid tranexamic uống trong cái vấn đề phối hợp điều trị trứng cá đỏ. Thì đây là một cái nghiên cứu mà cho thấy sự phối hợp giữa propanolol 40mg một ngày, minocycline 50mg một ngày và tranexamic acid 250mg một ngày. Thì đây là cái hình ảnh mà bệnh nhân đáp ứng rất là tốt để giảm cái tình trạng đỏ da và giãn mạch sau một tháng điều trị và tác dụng phụ ghi nhận lại trong cái nghiên cứu này là rất là nhẹ và không có đáng kể và đây là cái bản tổng hợp nó hơi khó nhìn một chút xíu nhưng mà tôi xin phép là sau cái buổi hội thảo ngày hôm nay thì tôi cũng sẽ gửi bài cho quý vị đại biểu thì cái cái đây là một cái bảng để thống kê lại là gần như là chúng ta hiện nay chúng ta chỉ có tới 5 cái nghiên cứu về cái hiệu quả của tranexamic acid trong điều trị trứng cá đỏ với các đường dùng khác nhau, đường đường uống, đường thoa hoặc là đường tiêm tại chỗ. Tuy nhiên tất cả các nghiên cứu đều có chung một cái kết luận rằng là à, chúng ta có thể sử dụng tranexamic acid để giảm cái tình trạng hồng ban, giãn mạch cho bệnh nhân và cải thiện triệu chứng của bệnh nhân. Và à, cái việc mà sử dụng tranexamic acid này nó có thể là một cái phương pháp điều trị hỗ trợ và có thể là một phương pháp điều trị cần cân nhắc trong cái trường hợp mà bệnh nhân mắc cái thể trứng cá đỏ mà giãn mạch, bởi vì cái cơ chế chính hiện nay liên quan đến tranexamic acid trong cái hiệu quả điều trị trứng cá đỏ là liên quan đến việc là điều hòa phản ứng miễn dịch cũng như là giảm cái tình trạng là giãn mạch ở trên bệnh nhân trứng cá đỏ và thế thì vai trò của tranexamic acid trong mụn trứng cá thì như thế nào? thì thật ra là khi mà tìm tài liệu thì trứng cá đỏ thì tôi còn tìm được một số tài liệu chứ còn mà trứng cá thì tranexamic acid cũng chỉ là những cái bước đi đầu tiên chập chững thôi vậy thì vai trò của nó được nhắc đến như thế nào? thì đây là một cái nghiên cứu được publish năm 2022 và thật sự ra là tới tối hôm qua thì tôi mới có thể xin được cái bài full text của cái cái nghiên cứu này thì đây là cái nghiên cứu mà à, được thực hiện à, theo dõi 8 tuần với cái đánh giá cái hiệu quả của việc sử dụng Tranexamic Serum 10% thoa tại chỗ để trên bệnh nhân có đối tượng mụn trứng cá. Thì cái tiêu chuẩn nhận vào đó là những cái bệnh mụn trứng cá mà trưởng thành trên 18 tuổi và bệnh ở mức độ nhẹ và trung bình. Và khi mà sử dụng sau 8 tuần rồi á, thì kết luận của nghiên cứu này cho thấy rằng là tranexamic acid hoa tại chỗ à, dạng serum 10% cho thấy giảm được cái biểu hiện như là mụn mũ và sẩn viêm và điều này có ý nghĩa thống kê khi so sánh giữa hai nửa bên mặt, một bên sử dụng và một bên không sử dụng. Và kết luận của nghiên cứu này cho thấy rằng là việc sử dụng tranexamic acid 10% hoa tại chỗ có thể giúp giảm được cái À, mụn viêm trên lâm sàng và cái hiệu quả à, được khẳng định lại với một cái đó là tác dụng phụ nó đi kèm rất là ít và không không đáng kể và đây là cái hình ảnh của cái nghiên cứu này đó là hàng trên là bệnh nhân sử dụng tranexamic acid thoa thì sau 8 tuần chúng ta có thể thấy là giảm được cái hồng ban cũng như là giảm được các sẩn và mụn mũ trong khi cái phần bên dưới cái nửa mặt bên dưới mà không sử dụng thì nó vẫn còn giữ nguyên cái tình trạng hồng ban và các sẩn giống như vậy đây là bệnh nhân thứ hai ở phía trên là nửa mặt sử dụng tranexamic acid thoa thì chúng ta thấy rằng là cải thiện cái độ sáng cũng như là giảm được cái sẩn viêm trong khi cái placebo là cái phần dưới á, là không sử dụng sản phẩm thì chúng ta thấy nó không có sự thay đổi nhiều so với ban đầu khi mà điều trị và so với cái việc mà sử dụng tranexamic acid cho một cái giai đoạn mụn trứng cá mà hoạt động á, thì chúng ta mới có một nghiên cứu thôi nhưng cái vai trò của tranexamic acid dường như lại được nói đến nhiều hơn trong cái vấn đề điều trị hồng ban sau mụn và tăng sắc tố sau viêm sau mụn trứng cá thì bài đó thì tôi nghĩ rằng là sẽ rất là thú vị khi mà tiến sĩ bác sĩ Ngô Minh Vinh sẽ trình bày bài sau đây thì tôi xin phép chỉ được lướt qua sơ sơ thôi thì tranexamic acid đã được báo cáo là một cái một cái một cái hợp chất rất là hiệu quả trong điều trị hồng ban sau mụn trứng cá bởi vì chúng ta biết đây cũng là một hiện tượng viêm và có cái hiện tượng giãn mạch tại cái vùng mà sang thương mà sau mụn trứng cá cho nên khi mà thoa cái tranexamic acid 5% trong cái nghiên cứu này và theo dõi sau 8 tuần thì thấy cái hiệu quả của nó rất là khả quan. Và một số cái nghiên cứu khác cũng đã publish về cái hiệu quả của tranexamic acid à, tranexamic acid trong điều trị tăng sắc tố sau mụn trứng cá thì chúng ta cũng thấy rằng là sau khi mà điều trị xong thì cái cái tình trạng sắc tố của bệnh nhân được cải thiện thì đó chính là những cái vai trò của tranexamic acid trong điều trị mụn trứng cá ở giai đoạn viêm cũng như là những cái tác động tác dụng phụ của tranexamic acid về sau thì tôi nghĩ rằng là những cái chuyên đề sau thì sẽ làm rõ hơn tất cả các vấn đề liên quan đến vai trò của tranexamic acid trong điều trị các rối loạn về tăng sắc tố và à, kết luận cho bài ngày trình bày ngày hôm nay đó là tranexamic acid cho tới hiện nay là một cái phương pháp điều trị mới và rất là hứa hẹn trong một số cái bệnh lý mới như là bệnh trứng cá đỏ và mụn trứng cá và cơ chế chủ yếu là thông qua tác dụng kháng viêm cũng như chống tăng sinh mạch máu và các nghiên cứu cho đến nay dù là cỡ mẫu nhỏ thì cũng đã cho thấy một số cái hiệu quả và đảm bảo được cái sự an toàn khi mà sử dụng cho bệnh nhân cho dù sử dụng các đường khác nhau tuy nhiên trên trên lâm sàng thì để đưa vào những cái khuyến cáo chính thức và cái độ mạnh cao hơn thì chúng ta vẫn cần có rất là nhiều nghiên cứu có chất lượng tốt để khẳng định cái vai trò cũng như tối ưu hóa cái phát đồ sử dụng tranexamic acid trong điều trị trứng cá đỏ và mụn trứng cá và tôi xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị đại biểu